Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến dự thảo thông tư về quy định phân loại phim theo độ tuổi vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra đang thu hút được sự quan tâm của dư luận, thì hầu hết những ý kiến đều ủng hộ hệ thống phân loại này và cho đây là một tín hiệu vui và là một bước tiến dần đến việc phá bỏ rào kiểm duyệt phim ở Việt Nam. Vâng, thực tế bỏ kiểm duyệt phim là việc nhiều quốc gia trên thế giới có nền điện ảnh tiên tiến đã làm từ thế kỷ trước. Điển hình như nền điện ảnh Hàn Quốc đã có sự đột phá kỳ diệu sau chính sách bãi bỏ kiểm duyệt được nước này áp dụng từ năm 2001. Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc mưu cầu vào vấn đề bỏ kiểm duyệt này liệu có khả thi hay không? Vâng, nếu như quý vị và các bạn thường xuyên theo dõi các chương trình Cuộc sống 24 giờ và trong câu chuyện buổi sáng của chúng tôi thì hẳn là còn nhớ trong ngày 27 tháng 1 thì đạo diễn Hà Sơn là giảng viên của trường đại học sân khấu điện ảnh cũng đã cho rằng việc phân loại phim ở Việt Nam hiện nay mà đang được dự thảo bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là một việc làm vừa sớm mà lại cũng vừa muộn. Muộn bởi vì là ở trên thế giới thì họ đã làm việc này từ những thế kỷ trước rồi, nhưng mà sớm là sớm so với nền điện ảnh của Việt Nam chúng ta, bởi vì hiện nay thì nền điện ảnh của Việt Nam được đánh giá là cũng không có nhiều bộ phim đáng được chú ý để có thể phân loại theo cái quy định mới này. Tôi cũng nhớ là đạo diễn Hà Sơn cho rằng Việt Nam hãy cứ để các nhà sản xuất phim ảnh của Việt Nam, đặc biệt là tư nhân và giới trẻ, có điều kiện sản xuất nhiều hơn nữa nếu không muốn là thật nhiều. Rồi từ đó chính thị trường sẽ quyết định sự tồn tại của phim. Thực ra thì đó mới chỉ là những ý kiến chia sẻ của những người làm phim ở phía Bắc mà thôi. Còn những người làm phim ở miền Nam, nơi mà cái thị trường phim điện ảnh của chúng ta rất là phát triển và có những cái bộ phim mà đang dần đáp ứng được những thị hiếu của khán giả, đặc biệt là giới trẻ, thì họ có cái suy nghĩ như thế nào? Trong câu chuyện buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn cùng lắng nghe những ý kiến chia sẻ của những diễn viên, những đạo diễn và trực tiếp là những nhà làm phim ở phía Nam để cùng hiểu rõ hơn về vấn đề này. Đây là hình ảnh trong bộ phim Hot Boy Nổi Loạn, câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt của đạo diễn Vũ Ngọc Đảng, được trình chiếu hoàn chỉnh tại Liên hoan phim Busan, nhưng đã bị hội đồng duyệt yêu cầu cắt bỏ một vài cảnh nóng bị cho là nhạy cảm khi đến với khán giả Việt Nam. Hay như Mất Xác, Bụi Đời Chợ Lớn, Hương Ga đều bị dán nhãn 16 cộng, phim chỉ dành cho khán giả trên 16 tuổi vì lý do nội dung, hình ảnh bạo lực hay nhạy cảm nào đó. Ở nhiều quốc gia phát triển, hệ thống phân loại độ tuổi rất rạch ròi. Trong khi đó, tại Việt Nam, gần một thập kỷ qua, chuyện kiểm duyệt và phân loại độ tuổi khán giả vốn bị cho là gây ra không ít điều nghịch lý. Để tạo doanh thu cho phim, không ít các nhà sản xuất tư nhân ở Việt Nam sẵn sàng chấp nhận dán nhãn 16 cộng để thu hút người xem tới rạp. Điều này đồng nghĩa với việc một bộ phận khán giả trẻ dưới 16 tuổi sẽ không có cơ hội tới rạp xem phim. Hay như bộ phim Đập Cánh Giữa Không Trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, trước khi ra rạp đã phải chỉnh sửa, cắt bỏ những chi tiết bị cho là nhạy cảm. Điều này dễ dàng khiến nhiều khán giả cảm thấy không hài lòng, bởi tâm lý ai cũng muốn được thưởng thức trọn vẹn một tác phẩm. Nhất là khi đủ tuổi trưởng thành, công chúng có quyền tự quyết định tiếp nhận điện ảnh như thế nào. Muốn phát triển cao hơn, phát triển hơn thì tất cả những cái gì thuộc về cồng kềnh, thuộc về phức tạp thì nó luôn luôn nên bỏ, nên tối giản lại và chuyên môn hóa rõ ràng và ít nhưng mà hiệu quả thì nó vẫn tốt hơn là mọi thứ cồng kềnh và cuối cùng là chất lượng đã chẳng đi đến đâu. Với một bộ phim mà bị cắt đi quá nhiều cảnh dành cho lứa tuổi 18 cộng trở lên á, thì đối với những cảnh mà bạo lực lắm thì em thấy cái tiếc. Mong việc kiểm duyệt phim ở Việt Nam sẽ nhẹ nhàng hơn hoặc là dễ hơn để khán giả có thể xem được những bộ phim trọn vẹn hơn. Cũng như em thấy có nhiều phim bị cắt nhiều cảnh quá nên coi nó hơi không hiểu với lại hụt hẫng. Có nhiều bộ phim thì những cái điểm đó nó tạo thành cái điểm nhấn của bộ phim. Thì cái đó khi mà bị cắt đi thì bản thân những nhà sản xuất phim và bản thân khách hàng thì người ta cảm thấy đây là một sự tiếc nuối rất là lớn. Một đạo diễn đa tài với tên tuổi gắn liền với những bộ phim chiếu rạp, Nguyễn Quang Dũng cũng chia sẻ về sự cố bộ phim Mỹ Nhân Kế của anh trước khi ra rạp cũng đã bị cắt ngắn một số cảnh quay, nếu không đã buộc phải gắn mác cấm trẻ em dưới 16 tuổi xem. Thực tế, một số bộ phim bị dán nhãn 16 cộng khi trình chiếu vẫn bị cắt bỏ nhiều cảnh quay. Điều đó cho thấy, dù có hay không bị dán nhãn 16 cộng,
thì cũng không có sự thay đổi gì lớn lao cho khán giả trưởng thành. Với quy trình làm và kiểm duyệt phim còn gặp nhiều trì trệ và bất cập như ở Việt Nam bao lâu nay, thì việc bỏ kiểm duyệt phim có lẽ vẫn là điều không tưởng. Khó, bởi vì rõ ràng ở xã hội chúng ta thì chúng ta thấy cái gì nó cũng có quản lý hết trơn. Nghĩa là tương lai sẽ có, tương lai sẽ thay đổi, sẽ phát triển hơn, sẽ bỏ kiểm duyệt. Rất là khó, bởi vì khi mà bạn phân loại phim thì cũng rất là khó mà có thể biết được rằng là những nhà sản xuất phim có làm đúng những cái khâu phân loại đó hay không. Tùy đặt ra một cái luật gì thì cũng nên suy nghĩ là làm sao để cho điện ảnh phát triển hơn. Thì khi cái tâm anh như vậy thì những cái gì anh suy nghĩ và khi mà anh hành động, khi anh làm, anh sẽ nghĩ đến cái người làm phim hơn. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng với thông tư ra đời một cách muộn màng này, chúng ta có quyền hy vọng nhiều hơn nữa ở sự phát triển của điện ảnh Việt Nam trong tương lai. Cái thông tin rất là đáng phấn khởi, đáng vui mừng cho chúng tôi nói riêng và cho ngành điện ảnh nói chung. Việc phân loại này là hoàn toàn đáng mừng và hoàn toàn là được mọi người, vừa nghĩ là được tất cả mọi người ủng hộ. Đây là một cái dấu hiệu là điện ảnh Việt Nam đang phát triển và Kha Thi tin rằng cái này sẽ đưa ra nhiều cơ hội cho nhà làm phim mình để càng ngày càng sáng tạo hơn. Tư duy đã được đổi mới nhưng sẽ là đổi mới nửa vời nếu vẫn duy trì hình thức kiểm duyệt bảo thủ. Có lẽ đành chấp nhận việc dự thảo phân loại phim theo độ tuổi không đồng nghĩa với việc các nhà làm phim Việt Nam sẽ được quyền sáng tạo không giới hạn trong điện ảnh, mà không phải canh cánh nỗi lo khâu kiểm duyệt. Hay nói cách khác, bỏ kiểm duyệt phim ở Việt Nam chưa là vấn đề khả thi ở thời điểm hiện tại. Chỉ mong trong tương lai không xa, những quy trình kiểm duyệt đang bị cho là khá cảm tính và cồng kềnh như hiện nay sẽ được cơ cấu lại một cách văn minh và rõ ràng hơn. Đó là khi chúng ta, những người yêu điện ảnh, làm công tác điện ảnh, xác định được rõ mục tiêu phát triển của mình là gì, bản sắc văn hóa của mình ở đâu. Lúc đó, bỏ hay không bỏ kiểm duyệt không là vấn đề quá quan trọng. Thay vào đó là sự phát triển và hội nhập của điện ảnh nước nhà so với khu vực và thế giới.